18 trường hợp dương tính từ 7 mẫu xét nghiệm gộp ở Đà Nẵng. Lúc 15 giờ chiều 19 tháng 6, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng xác nhận kết quả xét nghiệm riêng lẻ từng mẫu cho thấy có 18 trường hợp dương tính từ 7 mẫu xét nghiệm gộp 10. Cụ thể, sau khi xác định ca COVID-19 mới trong cộng đồng sau 31 ngày là bệnh nhân NVH, 59 tuổi, nhân viên bảo vệ công ty nhựa Duy Tân, số 145 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm riêng lẻ và xét nghiệm gộp. Trong đó, thì sáng ngày 19 tháng 6 đã xác định 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người thân và bạn của bệnh nhân NVH, trú tại kiệt 407 đường Lê Duẩn, phường Thạc Giáng, quận Thanh Khê. Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm gộp tại khu dân cư nơi ông H sống, phát hiện 7 mẫu gộp dương tính, mỗi mẫu gộp 10 que lấy mẫu. Và trong sáng 19 tháng 6, 70 người dân được xét nghiệm riêng lẻ để tìm cụ thể ca dương tính và kết quả là 18 trường hợp dương tính. Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng yêu cầu các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng ô tô trên địa bàn thành phố tuyệt đối không thực hiện hoạt động vận chuyển khách, xe tuyến cố định, taxi, xe hợp đồng, xe du lịch đi và đến Đà Nẵng từ các địa phương có ca lây nhiễm COVID-19. Không tiếp nhận các phương tiện từ các địa phương có ca lây nhiễm COVID-19 đến các bến xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Không làm thủ tục cho xuất bến đối với các xe đăng ký tuyến đến các địa phương có ca nhiễm theo công bố của Bộ Y tế. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.